Em có biết là anh chờ ngày lâu lắm không? Em thương anh hả? Đêm tân hôn phát hiện vợ mới cưới đã mất cái ngàn vàng, người chồng đã có hành động sực sốt gây xôn xao dư luận. Đây là tình huống được dựng lại từ một vụ án có thật tại Pakistan năm 2016. Nam thấy Hàn Quốc không? Dạ có. Giờ lên nè. Em ngại lắm. Làm gì mà ngại? Em có biết là anh chờ ngày lâu lắm không? Em không thương hả? Có, nhưng mà đầu của em anh nhẹ hơn nha. Anh biết rồi. Sao không có gì hết vậy? Hả? Vậy là mày la mày còn chi tiết? Mày đã dành cho tao vậy đó hả? Thật sự là em không có biết. Đây là lần đầu của em mà. Lần đầu của mày? Bây giờ cũng lừa tao nữa hả? Tao nói cho biết nha. Mấy lâu nay tao muốn ngủ với mày mà mày không cho phép. Mày nói là mày đã dành cho ngày cưới. Ngày cưới của mày là vậy hả? Hả mày? Hả? Tao biết nhất gọi là bà xảo trá. Bữa nay tao muốn cho mày chết. Câu chuyện đã kết thúc và người chồng may mắn đã nhận ra sai lầm của mình trước khi quá muộn. Hàng năm, có rất nhiều phụ nữ phải chịu sự oan nghiệt xuất phát từ việc mất cái ngàn vàng. Hãy sống vị tha, đừng vì một chút nóng giận mà để mất nhau hay hối tiếc cả đời.